powerpoint.vn. Chào các bạn, tôi là Vũ Minh Việt. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là việc sử dụng công cụ copy hiệu ứng của ZBoom. Nhóm đối tượng này được đặt hiệu ứng đơn có độ dài bằng nhau nhưng mà chúng xuất hiện với nhau liên tiếp. Sang slide này thì nhóm đối tượng này được đặt hiệu ứng kép, có nghĩa là hai hiệu ứng cho một đối tượng. Chúng có độ dài bằng nhau và xuất hiện cũng với nhau liên tiếp. Nhóm đối tượng này thì phức tạp hơn, có độ dài diễn ra, cái thời gian duration ấy là nhanh dần và xuất hiện với nhau liên tiếp. Nếu không có ZBoom ấy thì chúng ta phải gán các thông số cho các hiệu ứng này một cách rất là thủ công, từng cái một và bằng tay. Để có thời gian xuất hiện với nhau như này, chúng ta phải gán các tham số delay tăng 0.1 ở mỗi đối tượng. Có nghĩa là cái đầu tiên chúng ta gán delay là 0.1, thì cái thứ hai chúng ta phải gán là 0.2, cái thứ ba là gán 0.3. Và cứ như thế cho đến hết. Đấy là đối với hiệu ứng đơn, có nghĩa là chúng ta chỉ cần gán một lần. Còn với hiệu ứng kép thì chúng ta phải gán hai lần cho hai hiệu ứng cho mỗi đối tượng. Tất nhiên là công việc này nó cũng không khó, nhưng mà nó mất thời gian. Để tạo ra cảm giác cả nhóm nở ra dần như thế này thì chúng ta gán thông số delay có bước nhảy rất nhỏ, thường là 0.1. Chúng ta phải gán từng hiệu ứng này một cách thủ công bằng tay. Tất nhiên khó thì không khó, nhưng mà rất mất thời gian, nên là chúng ta rất là ngại làm. Giả sử bây giờ chúng ta có một cái công cụ nào đó mà chúng ta chỉ cần ấn một cái thì tất cả các cái đối tượng này nó sẽ được gán hiệu ứng, mà không chỉ là những gán được hiệu ứng mà nó còn gán theo cái chức năng, theo cái thông số nào đó mà chúng ta muốn, ví dụ như là nhanh dần đều, ví dụ như là nó muộn dần đều. Ở slide này thì mất thời gian hơn nữa. Mỗi đối tượng có hai hiệu ứng, mỗi hiệu ứng lại có hai thông số, là thông số delay và thông số duration mà chúng ta cần phải gán bằng tay. Bởi vì không có cái thông số, không có cái hiệu ứng nào mà thông số nó giống nhau cả. Mỗi cái hiệu ứng thì nó lại thông số khác nhau vì nó cứ nhảy tăng dần lên. Bây giờ chúng ta sử dụng công cụ ZBoom xem thế nào. Chúng ta xóa hết các hiệu ứng này đi. Rồi chúng ta giữ lại một đối tượng để làm đối tượng mẫu, có nghĩa là đối tượng này đã được gán hiệu ứng chuẩn và cái hiệu ứng này sẽ được copy sang các cái đối tượng khác. Ở chúng ta bao chọn toàn bộ các đối tượng, trong đó có đối tượng được gán hiệu ứng chuẩn và ZBoom vào copy hiệu ứng. Thời gian diễn ra hiệu ứng là thông số duration, nó có thể bằng nhau nếu ta gán bước nhảy bằng 0 hoặc chậm dần đều nếu ta gán bước nhảy là 0.1, 0.2. Thời gian trễ là thông số delay, nó có thể diễn ra cùng lúc nếu chúng ta gán là 0 hoặc nó xuất hiện muộn dần đều nếu chúng ta gán là 0.1 và 0.2. Ở đây thì chúng ta không gán được thông số âm, có nghĩa là không có lùi, mà chúng ta chỉ có tiến thôi ạ. Trong bản update tới thì chúng tôi sẽ cố gắng cho phép gán thông số âm, ví dụ như là -0.1, -0.2. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ vô cùng là tự do, chúng ta có thể cho nó nhanh hoặc chậm, chậm hoặc nhanh, có thể tiến hoặc lùi, hoặc lùi hoặc tiến. Bài toán của chúng ta sẽ được giải quyết nhanh hơn, linh hoạt hơn và rộng rãi hơn. Chúng ta thấy đây là các cặp hiệu ứng của mỗi đối tượng, thời gian delay tăng dần. Chúng ta ấn preview để xem. Các đối tượng ở đây xuất hiện không theo thứ tự nào cả. Nếu mà chúng ta muốn xuất hiện theo thứ tự thì chúng ta phải chọn theo thứ tự. Và đây chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta làm lại. Chúng ta để lại một hiệu ứng để làm mẫu thôi. Chúng ta để gán theo thứ tự thì chúng ta chọn đối tượng mẫu trước, giữ căn trốn rồi lần lượt chọn các đối tượng khác theo thứ tự xuất hiện và copy hiệu ứng. Chúng ta chỉ cần ấn nút áp dụng là xong. Và chúng ta xem thử. Wow, thật là nhanh. Đây là các cặp hiệu ứng được gán thời gian trễ tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần copy hiệu ứng đặc biệt. Hiệu ứng đặc biệt này thì nó có đặc điểm là nó rất là mềm mại. Đôi khi nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta có cảm giác nó giống như After Effects nếu mà chúng ta biết cách sử dụng. Và hiệu ứng này được cung cấp trong phần thư viện của ZBoom. Cái này thì các bạn không thể tạo được bằng tay bên ngoài được. Đây là slide có một số hiệu ứng đặc biệt trong thư mục thư viện của ZBoom. Các bạn chỉ cần copy cái đối tượng có cái hiệu ứng mẫu này sang slide của bạn là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ của ZBoom. Chúng ta chọn đối tượng có hiệu ứng mà chúng ta muốn gán, đúng không? Chúng ta nhấn Ctrl C, sang slide cần gán. Chúng ta nhấn Ctrl V. Đối tượng hình vẽ này chúng ta cần phải vỡ nhóm, chúng ta ấn Shift Ctrl G để vỡ nhóm ra. Bao chọn toàn bộ nhóm đối tượng cần đặt hiệu ứng này, nhấn giữ Ctrl để chọn tiếp đối tượng mẫu. Vào ZBoom bật copy hiệu ứng. Các thông số gồm thời gian diễn ra hiệu ứng, chính là nhanh hay là chậm. Cái thời gian duration đấy ạ. Chúng ta gán là 0. Độ trễ thực hiện là sớm hay muộn.
xuất hiện sau này nhau, chúng ta gán là 0.1. Ưu tiên dưới lên là những cái chọn sau được áp dụng trước, những cái chọn trước được áp dụng sau. Trong ví dụ này tôi đã chọn các đối tượng hình vẽ trước và chọn đối tượng mẫu sau. Vì thế chúng ta chọn chế độ ưu tiên là từ dưới lên, để cái chọn sau sẽ lên trên, cái chọn trước sẽ xuống dưới. Bắt đầu áp dụng từ đối tượng thứ hai để bỏ qua đối tượng mẫu đầu tiên. Nãy chúng ta sẽ xóa đối tượng mẫu đi. Ấn play để chúng ta xem thử xem nào. Nếu xóa đối tượng mẫu này đi thì ta thấy là bị hụt một khoảng. Đối tượng thứ hai bị delay 0.1, có nghĩa cái 0.0 là không có vì chúng ta vừa xóa mất rồi. Do lúc nãy là chúng ta chọn chế độ áp dụng ngay mà không phải là bắt đầu từ đối tượng thứ hai. Đối tượng mẫu đứng đầu và được gán delay là 0.0. Ta xóa cái nhóm hiệu ứng này đi và làm lại. Trước hết chúng ta chọn toàn bộ nhóm đối tượng cần được gán hiệu ứng. Vẫn giữ Ctrl và nhấp chọn tiếp đối tượng mẫu. Vào ZBoom, chọn bắt đầu từ đối tượng thứ hai, nhấn áp dụng. Nhấn vào đối tượng mẫu, chúng ta xem chỉ số delay là 0.0 đúng không ạ? Chúng ta xóa đi. Bây giờ chúng ta di chuyển xuống hiệu ứng thứ hai, chúng ta thấy chỉ số delay đây là 0.0, như vậy nó không bị hụt đi một khoảng. Còn lúc nãy là chúng ta đã bị 0.1, nên nó bị chậm đi một chút. Ta copy tiếp cho các nhóm, các vòng tròn phía sau. Trước hết là vỡ nhóm, vẫn ở chế độ chọn. Chúng ta giữ Ctrl để chọn tiếp đối tượng mẫu, áp dụng copy hiệu ứng của ZBoom. Chúng ta thấy nhóm hiệu ứng tiếp nó không được nối tiếp nhóm trước mà nó bị bắt đầu từ đầu. Nếu tôi muốn hình người xuất hiện trước rồi mới đến các vòng tròn này xuất hiện sau thì chúng ta cần phải thay đổi đối tượng mẫu. Hoặc là chúng ta di chuyển hiệu ứng của đối tượng mẫu xuống dưới cùng của dãy hiệu ứng. Hoặc là chúng ta tìm ra đối tượng xuất hiện sau cùng của nhóm trước để chúng ta làm đối tượng mẫu. Ở đây thì tôi tìm ra cái đèn là cái đối tượng xuất hiện sau cùng và chúng ta dùng cái đèn này chính là cái đối tượng mẫu để gán cho cái nhóm vòng tròn. Chúng ta gán lại hiệu ứng cho nhóm vòng tròn. Vỡ nhóm này, vẫn giữ Ctrl và chúng ta chọn đối tượng mẫu chính là cái đèn. Chúng ta vào ZBoom và áp dụng. Chọn bắt đầu áp dụng từ đối tượng thứ hai. Chúng ta thấy nhóm hiệu ứng sau đã nối tiếp với nhóm hiệu ứng trước. Chúng ta xóa đối tượng mẫu đi và xem thử. Với hiệu ứng mẫu này và với công cụ copy của ZBoom, chúng ta có thể sản xuất hàng loạt các hiệu ứng đẹp mà không mất thời gian. Chúc các bạn thành công. PowerPoint.vn